Em chào tất cả các bác nha. Ngày hôm nay là ngày 27 tháng 7 năm 2024. Thì em lại tiếp tục giới thiệu cho bác một dòng loa full 25 con nhé. Đấy, dòng loa full 25. Thì đây em đã tháo tặng một chiếc ra để em quay video và giới thiệu cho các bác. Và đây em đang lắp một chiếc đây các bác nhé. Đây là hình thức bên ngoài của nó các bác nhé. Đấy, con này của nó là JBL các bác nhé. JBL. Đấy, hình thức con này thì còn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, sơn màu đen các bác nhé. Thì càng màu đen. Con này là thùng đít cân các bác nhé. Đây hình thức của nó các bác nhé. Con này là full 25 thùng đít cân. Đấy, có nhìn chưa? Hình thức còn cực kỳ là đẹp các bác nhé. Đấy, con này thiết kế của nó form như kiểu nó x của 12 y các bạn. Đấy, thùng đít cân các bác nhé. Đấy, thùng đít cân này cực kỳ là đẹp luôn. Con này là lỗ thông hơi đằng sau. Đây, thông hơi đằng sau các bác nhé. Đấy, em cũng xin giới thiệu lỗ thất bên trong của nó cho bác xem. Thì con này là sử dụng là một bát 25 con nhé. Đấy, cái tem của nó thì nó cũng ghi là KB40110L các bác nhé. Con này sản xuất ngày 17 tháng 4 năm 2017 các bác nhé. Đấy, 17 tháng 4 2017 các bác nhé. Đây là một cái tem QC của bát các bác nhé. Thì số lượng em cũng không có nhiều các bác nhé, em chỉ có một đôi duy nhất thôi. Đấy, một đôi duy nhất các bác nhé. Đây là củ bát của nó các bác nhé. Củ bát đây. Tất cả hàng bên em bán cho các bác là em cứ bao zin. Đấy, còn vẫn còn bụi. Đấy, hình thức còn cực kỳ đẹp quá nhé. Đây là bát loa. Con này sử dụng là gân vải tầm dầu, gân nai sóng quá nhé. Đấy, gân nai sóng. Các bác nhìn này, những cái đường keo còn cực kỳ là mới luôn. Sờ vào nó cực kỳ dính quá nhé. Đấy, con này sử dụng là gân nai sóng. Đấy, bằng giấy các bác nhé. Hình thức thì loa còn cực kỳ đẹp, bên em bán thì cứ cam kết cho bác là zin. Đấy, có nhìn chưa, bằng zin. Đây, về bụi các nhé. Đấy, em còn chưa vệ sinh, về cái em tháo tặng cho các bác xem. Đấy, cực kỳ đẹp luôn. Đây là củ bát các bác nhé. Bát của nó đây, bát 25 cực kỳ là gấu các bác nhé. Con này em mới thật với các bác là một đôi này tầm phòng tầm 15 đến 20 mét vuông. Em thật với các bác là đánh, nếu mà phòng nhỏ nhỏ đánh còn không cần sút luôn. Vì cái dòng này tiếng bác của nó cực kỳ là kinh luôn. Em thật với bác là cái dòng này nó thích hơi, thiết kế của nó là lỗ thông hơi đằng sau, thì là cái tiếng bác nó cho ra cực kỳ là mạnh các bác nhé. Đấy, hàng thì cứ zin nguyên bản các bác nhé, không sửa chữa. Đấy, không thay côn. Đây là bên trong của nó các bác nhé. Bên trong con này thì nó sử dụng phân tầng cực kỳ là to các bác nhé. Đấy, nó có một lớp tiêu bông tiêu màu đen. Đấy, thấy chưa, tiêu màu đen các bác nhé. Đây là phân tầng của nó đây. Đấy, phân tầng cực kỳ là to luôn. Đấy, có nhìn chưa, phân tầng nó cực kỳ là gấu quá nhé. Đấy, cực kỳ là đẹp. Đây là củ tép của nó quá nhé. Đấy, củ tép đây, đây họng tép. Đấy, củ tép của nó quá nhé. Tép đây. Đấy, tép nó cũng có một cái tem là KB40110 các bác nhé. Đấy, cũng là cùng ngày sản xuất với cả bát luôn. Đấy, đây là thùng của nó các bác nhé. Đấy, trong tình trạng còn cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, các bác nhìn chưa. Đấy, cực kỳ là chất nhé các bác nhé. Cái đôi này em thật với các bác là nói chung là cực kỳ là hay. 25 thôi, các bác là mà chơi phòng nhỏ là một này. Thứ hai là các bác là thích chơi một đôi để chặn lời. Một đôi này em thật với các bác đánh bao hay cho các bác luôn. Đấy, nơi của nó cực kỳ là kinh nha các bác nhé. Nơi của nó thì nói chung là cực kỳ là sáng luôn, tiếng bát mạnh uy lực nha. Đây là hình thức của nó các bác nhé. Em đang lắp tạm một chiếc vào để em quay hình thức bên ngoài của nó cho bác xem, thùng đít cân đó nhé. Thì sau đây em xin test qua một tí chất âm đấy, để cho các bác được nghe và thưởng thức đấy, những đôi loa full 25 cực kỳ là gấu quá nhé. Củ tép cực kỳ to, tép to, tép đây. Em đang mở. Em thương mến ơi, anh hát yêu màu xanh. Em đang mở một chiếc các bác nhé. Đấy, em đang mở một chiếc. Nó đang bị lỏng cái giác. Này người yêu, khi anh nhớ em, hãy ngước lên trời xanh. Mình đã gửi con tim qua phong thư màu xanh. Mình đã ước cho duyên đôi ta vẫn hoài xanh, mà hôm nay sao em ra đi?
về trời xanh xa 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 lắm em bỏ anh. Nơi trời xanh có thâu có biết trái tim này còn than khóc tiếc nhớ em mãi suốt đêm ngày. Làm thế nào cho em hay ta đang mong mong được tổ bày kiên đẹp luôn. Đời đâu nhớ khi cây khô thương lá xa cành, buồn theo gió khi cơn đau mãi vẫn chưa lành. Vẫn tần thôi nhé. Người dấu yêu em đâu không em khi ta nay đã rời tay. Nó vừa mở đấy, test qua một chiếc các bác nhá. Đấy em đang test qua một có một chiếc thôi. Tiếng con này cực kỳ là sáng luôn mà bát nó cũng cực kỳ là mạnh các bác nhá. Tiếng bát con này em thử các bác là khẳng định luôn. Trong phun xong rồi cực kỳ hay luôn. Đây. Dòng ngoài là một trong dòng bãi xịn các bác nhá. Bãi xịn của Trung Quốc. Cũng hơi cái thông số sau các bác nhá. KB4110. Đấy. Công suất con này là 350W chế độ 8 ohm, mắc là 1400W các bác nhé. Đấy 8 ohm, nó sẽ có một đường in vàng, một đường đinh da các bác nhé. Con này là hàng chính hãng của Made in China các bác nhé, chứ không phải là hàng dựng, chứ không phải là hàng hương yên đâu. Hàng này hàng bãi xịn 100% các bác nhé. KB010 các bác nhìn chưa, sản xuất 2017. Đấy thì bác nào mà có nhu cầu lấy hàng, thích những đường loa trả lời đẹp nhé, thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại em đang trên bàn. Video này em xin báo giá luôn, hôm nay em đã bán mức giá là 5.500.000 các bác nhé. Các bạn nào mà thích thấy để trực tiếp số điện thoại của em. Thì video này em xin kết thúc ở đây. Bạn nào yêu quý kênh, anh cho em xin đăng ký kênh và donate để những mặt hàng mới nhất của bên em cập nhật hàng ngày cho các bác. Em chào tất cả các bác nhé.